Chào các bạn, tôi là Chi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cụm từ Konnichiwa dùng để chào hỏi vào buổi trưa. Konnichiwa. 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 Khác với Ohio, cụm từ Konnichiwa được dùng để chào hỏi với tất cả mọi người. Konnichiwa, đơn giản đúng không? Đối với Ohio thì chúng ta sẽ dùng chào hỏi từ sáng đến trưa. Còn đối với Konnichiwa thì dùng để chào hỏi từ trưa đến chiều tối. Các bạn nhớ nhé. Bây giờ chúng ta cùng luyện tập nào. Konnichiwa. Konnichiwa. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Xin chào các bạn.